Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn nhé. Hôm nay thì Nhung về cái hàng xe ống quấn vòi nước này. Cái này nó có cả cái đầu vòi tưới này luôn. Thì Nhung sẽ đi báo giá chi tiết cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn luôn nhé. Cái này là cái hàng 15m này. Cái hàng 15m này thì bên Nhung đang có giá là 1.020.000 các anh các chị nhé. Và cái hàng tiếp đến là cái hàng 20m này. 20m này nhá. 20m này nó sẽ là 1.150.000. Tiếp đến là cái hàng 30m nhá. Hàng 30m thì nó có cái xe như thế này. Có cái xe kéo lên như thế này nhá các anh các chị nhá. 1.460.000 nhá các anh các chị nhá. Và tiếp đến là cái xe có cái cuộn dây 50m nha. 50m này các anh các chị tha hồ dùng nhá. 50m thế này thì nó đang có giá là 1.890.000 nhá. Cái giá trên thì bên em Nhung đã bao phí chị ship vận chuyển nhá các anh các chị nhá. Và cái số liên hệ bên Nhung là 0915 882513. Với rất là nhiều cái mẫu xe quấn dây này thì các anh các chị có thể chăm cây một cách là dễ dàng, và khi mà quấn lại thì nó rất là gọn gàng nhé các anh các chị nhé. Mọi thắc mắc thì các anh các chị liên hệ về số điện thoại 0915 882513. Rất cảm ơn các anh các chị đã theo dõi video nhé, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nha.